vẫn ở trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới nàng. Vàng dằm thương tư vì ai, tiếng mơ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu bàn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ố không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phận, trả lại người áo cà sa. Vì sao đồ ta không đổ nàng? Vì người hòa thời hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mấy đồ hoa. Mắt còn gương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, ta nát cung thương biến hoa. Vài đồ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi thật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ cung kính. Vì sao đồ ta không đổ nàng? Vì người hòa rơi hữu ý, chạy càng vô tình. Một thuở hoa niên hợp tan, tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ Đề không thấy bóng nàng, hồng trần đã mấy đồ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay ta gõ mõ, xa nát cũng thương biến hoa. Vài đồ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tung kinh. Vì sao đồ ta không đổ nàng? Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu bàn chữ, bị ngàn phù lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ố không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao đồ ta không đổ nàng?